Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, các đợt bùng phát cúm gia cầm tại Anh, Đức và Hà Lan có thể có liên quan đến nhau và lây lan nhanh chóng do các loài chim hoang dã. Đây là tuyên bố mới nhất vừa được người đứng đầu Tổ chức Thú y Thế giới đưa ra vào ngày hôm qua. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Thú y Thế giới, ông Bernard Van Laas, ổ dịch cúm gia cầm phát hiện tại một trang trại ở miền Bắc xứ England, Anh, có liên quan đến chủng virus H5N8 có khả năng lây nhiễm cao được phát hiện tại một trại chăn nuôi gia cầm ở miền Trung Hà Lan, cũng như một trang trại gà Tây tại Đức. Ông Bernard Van Laas cho rằng các dịch cúm gia cầm có thể liên quan tới nhau do virus cúm thường lây lan rất nhanh, nhất là qua các loài chim hoang dã. Sẽ phải mất thêm một thời gian để theo dõi các ổ dịch trước khi kết luận chắc chắn các đợt bùng phát cúm gia cầm ở Anh, Đức và Hà Lan có cùng một nguồn gốc. Song điều này không thể bị loại trừ. Nhiều khả năng có một mối liên quan giữa các đợt bùng phát tại ba nước nói trên. Theo giới chức Anh, chủng cúm H5N8 tại nước này dù nguy hiểm với gia cầm nhưng tác động không đáng kể tới sức khỏe con người như H5N1. Hiện Ủy ban châu Âu đã yêu cầu các nước xuất hiện dịch ngay lập tức thực hiện các biện pháp như cấm buôn bán, vận chuyển gia cầm ở các vùng có dịch, tiêu hủy gia cầm bệnh và lập các vùng bảo vệ. EU cũng xác nhận Hà Lan và Anh đã thực hiện những biện pháp nói trên.